Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin trong nước nổi bật. Hiệp hội du lịch Việt Nam phát động kích cầu du lịch Tây Bắc. Làm rõ vụ việc sư cô đánh đập bé gái trong chùa. Ngày 12 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đánh giá sơ bộ hiệu quả hoạt động cấp phường, xã sau một năm tiếp tục thực hiện thí điểm theo quyết định số 47 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo nhất trí cho rằng cần tăng cường các giải pháp quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có tính răn đe, quyết liệt hơn nữa. Công tác thanh tra theo kế hoạch mỗi năm một lần chưa phù hợp với thực tế của lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Ban chỉ đạo nêu rõ, cần chú trọng công tác thanh tra đột xuất, cần có chế tài mạnh hơn với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm, tập trung thanh tra, kiểm tra các mặt hàng thực phẩm đóng gói ở trong nước và nhập khẩu. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm, từng bước hoàn thiện quy trình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo mức độ rủi ro như các mô hình tiên tiến trên thế giới và quy định của luật an toàn thực phẩm. Đồng thời, phải tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền người dân tự giác trong sản xuất thực phẩm, khuyến khích người dân tiêu dùng các sản phẩm bảo đảm sức khỏe, đấu tranh với những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sáng hôm qua, lễ phát động chương trình kích cầu du lịch Tây Bắc do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với cụm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và một số đơn vị có liên quan cùng hơn 150 doanh nghiệp du lịch trên cả nước đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ còn có sự tham gia của đại diện Tổng cục Du lịch cũng như Ban chỉ đạo hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Chương trình kích cầu du lịch nội địa tại các tỉnh Tây Bắc thúc đẩy việc khai thác tiềm năng to lớn về du lịch của Tây Bắc, góp phần từng bước cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc tại đây. Đối với vùng Tây Bắc, bên cạnh cảnh đẹp tự nhiên hùng vĩ, sự chân thành và mến khách của các đồng bào các dân tộc sẽ góp phần tạo ra nét riêng, thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan và thưởng thức tại đây. Ngoài ra cũng cần vận động các doanh nghiệp du lịch, các hộ kinh doanh dịch vụ tiếp tục thực hiện việc giảm giá nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng dịch vụ để tạo điều kiện thu hút khách du lịch tới các vùng Tây Bắc. Chúng tôi hy vọng rằng sau này cái trung tâm của du lịch cộng đồng, du lịch làng bản sẽ là Tây Bắc sẽ là đi đầu trong cả nước. Thứ hai là vấn đề cái chất lượng dịch vụ, đó là cái đang lo lắng hiện nay. Chúng ta không có đủ điều kiện để có thể đào tạo tất cả những người dân ở các bản làng xa xôi trở thành những người làm du lịch được, thì phải từ từ, từng bước. Và nhà nước phải đặt ra một vấn đề hỗ trợ cho bà con. So với ở một số địa phương trong toàn quốc thì Tây Bắc vẫn còn có những cái hạn chế nhất định về phát triển du lịch. Chính vì vậy nên là Tổng cục Du lịch đánh giá cao sáng kiến của Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với cả các Hiệp hội Du lịch địa phương dưới sự đồng hành của Vietnam Airlines để tổ chức cái đoàn khảo sát phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa với các tỉnh Tây Bắc mở rộng. Ngay sau lễ phát động chương trình kích cầu du lịch khu vực Tây Bắc tại Hà Nội, các chuyên gia và đại diện 150 doanh nghiệp du lịch trên cả nước sẽ thực hiện chương trình khảo sát sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6. Hôm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng quản trị doanh nghiệp One Office. Đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số Made in Việt Nam nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, đưa Việt Nam gia nhập Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin vào năm 2025. One Office là nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, được xây dựng trên phương pháp tư duy khoa học kết hợp với nền tảng công nghệ hiện đại, giúp chuyển đổi số hoàn toàn hoạt động quản trị của doanh nghiệp từ nhân sự, khách hàng, công việc, kinh doanh, truyền thông thành một khối thống nhất, tạo lập một môi trường làm việc trực tuyến, mang đến hiệu quả làm việc cao cho toàn doanh nghiệp. Vài ngày qua, dư luận xôn xao về vụ việc sư cô đánh đập bé gái trong một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi một đoạn clip được tung lên mạng xã hội. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 6 cho biết các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc. Đoạn clip dài khoảng 2 phút 30 giây ghi lại hình ảnh một sư cô túm tóc tát một bé gái khoảng 9 tuổi là đồ đệ vì cho rằng bé đã nhiều lần nói láo, đồng thời sai một đệ tử khác khống chế hai tay của nữ đệ tử phạm lỗi. Nơi diễn ra sự việc được xác minh là chùa Long Nguyên, đường Tôn Đản, quận 4. Ngày 11 tháng 6, công an quận 4 đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến tìm hiểu sự việc, động viên ổn định tâm lý cho bé gái.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc trong đoạn clip trên đã xảy ra từ đầu năm 2020. Nhiều Phật tử và người dân tại khu vực chùa Long Nguyên cho biết, luôn thấy các sư cô của chùa chăm sóc tốt cho các bé được nuôi dạy tại chùa. Mẹ bé gái trong clip cũng biết vụ việc, đã được sư cô xin lỗi và không khiếu nại gì. Hội bảo trợ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã vận động gia đình đưa bé gái đi học ở nơi khác. Tuy nhiên, mẹ bé gái mong muốn bé được tiếp tục học tại chùa. Trong khi đó, ban đại diện Phật giáo quận 4 đã yêu cầu sư cô đánh đệ tử ngưng đảm nhiệm chức sắc trụ trì chùa trong thời gian 3 tháng. Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ sẽ mở cửa kinh tế bất chấp nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai. Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ tư thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vừa khẳng định quốc gia này sẽ không thể tiếp tục đóng cửa nền kinh tế để ngăn chặn dịch COVID-19, ngay cả khi dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại một số bang. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, ông Mnuchin nêu rõ Mỹ không thể đóng cửa nền kinh tế và cho rằng mọi người đều đã nhận ra biện pháp này gây nhiều thiệt hại hơn cả dịch bệnh. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ sẽ có một quý 3 rất tốt, một quý 4 tuyệt vời và một trong những năm tốt đẹp nhất là năm 2021. Ông chủ Nhà Trắng đưa ra nhận định trên chỉ một ngày sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy giảm 6,5% trong năm 2020. Hiện, virus SARS-CoV-2 vẫn lây lan mạnh và khiến hơn 112.900 người tử vong tính tới ngày 11 tháng 6, trong khi hơn 2 triệu người dân Mỹ đã mắc bệnh. Mỗi ngày, Mỹ vẫn ghi nhận khoảng 20.000 ca mắc mới và có rất ít dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Tại các bang như Texas và Bắc Carolina, số người nhập viện điều trị COVID-19 đang có xu hướng tăng mạnh hơn so với một tháng trước. Dù các bang và các doanh nghiệp đã dần khôi phục hoạt động, nhưng các hoạt động vẫn bị hạn chế và mờ nhạt trong vài tuần tới. Dự báo, số liệu thống kê người mất việc sẽ tiếp tục gia tăng. Các biện pháp phong tỏa để đối phó với đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhu cầu và hoạt động của tất cả các lĩnh vực, dẫn đến nền kinh tế Anh trong tháng 4 đã suy giảm ở mức kỷ lục. Đây là số liệu vừa được Văn phòng Thống kê Quốc gia nước này công bố ngày 12 tháng 6. Theo đó, sản lượng của nền kinh tế Anh trong tháng 4 đã giảm 20,4% so với tháng trước, mức cao nhất kể từ khi chỉ số này được theo dõi vào năm 1997, sau khi đã giảm 5,8% trong tháng 3. Trong khi đó, trong tháng 4, tất cả các lĩnh vực chính của nền kinh tế Anh đều giảm mạnh so với tháng trước. Sản lượng của lĩnh vực dịch vụ chiếm khoảng 80% nền kinh tế đã giảm 19%. Các dịch vụ, đặc biệt là nhà hàng, khách sạn, du lịch, bán lẻ và giải trí, đã bị ảnh hưởng nặng nề với việc hầu hết các doanh nghiệp phải tạm thời đóng cửa trong thời gian phong tỏa. Sản xuất công nghiệp giảm 20,3%, trong khi lĩnh vực xây dựng giảm 43,6%. Tốc độ suy giảm của tháng 4 này đã làm lu mờ mức suy giảm của nền kinh tế Anh trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Tháng 3 năm 2009, nền kinh tế Anh có mức giảm mạnh nhất là 1%, và trong một năm rưỡi của cuộc khủng hoảng này, GDP của Anh giảm 6%. Tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang diễn biến phức tạp. Theo số liệu ngày 12 tháng 6 của Ấn Độ, nước này đã ghi nhận thêm 10.956 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên gần 300.000 ca. Như vậy, Ấn Độ đã vượt qua Anh để trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ tư do dịch COVID-19, chỉ sau Mỹ, Brazil và Nga. Với số lượng các ca nhiễm tăng mạnh mỗi ngày, các đô thị lớn như Delhi và Mumbai đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của tình trạng quá tải cơ sở hạ tầng y tế. Do dân số đông nên mặc dù chính phủ đã rất nỗ lực, nhưng họ không thể xử lý tất cả các ca nhập viện. Nhưng tôi hy vọng tình hình sẽ sớm trở lại bình thường. Đến nay, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng hơn 5 triệu xét nghiệm, tương đương 3.900 xét nghiệm trên 1 triệu dân. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức 73.000 xét nghiệm trên 1 triệu dân của Italy, quốc gia kém Ấn Độ hơn 60.000 ca nhiễm. Các nhà khoa học tại Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo thuộc Đại học Tel Aviv, Israel cho biết vừa sản xuất thành công hydro từ cây xanh, đem lại hy vọng phát minh này sẽ là bước đầu hướng tới việc sử dụng thực vật để sản xuất điện. Các nhà khoa học phát triển công nghệ nhờ sử dụng vi tảo, một loài thực vật thủy sinh. Cụ thể, họ đã cấy một enzyme vào các mẫu vi tảo và nhận thấy các vi tảo này tạo ra hydro, một nguồn năng lượng đang được sử dụng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông.
Dù chưa chắc chắn về tính hiệu quả, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này có tiềm năng ứng dụng cao, đồng thời cho thấy thực vật cũng có khả năng sinh ra điện năng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý có thể phải cần tới 20 năm nữa, công nghệ này mới mang lại lợi ích thực tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt.